Cái đấy là gan là ở trên nắp ở dưới đấy. Đầu tiên tôi xin giới thiệu thành phần có gồm có hai bố mẹ thân sinh trong Việt.
là ông tước và bà thầy. Và sau đó là gồm có các cô thì chú bác, chú thím và các con các họ của cháu. Và thế ạ, vâng. Và tiếp theo hôm nay là ngày này rất tốt và cũng được sự nhất quán của hai bên gia đình tiếng hôn và ăn hỏi và có thể là tổ chức tình hôn hai cháu. Ngày nay chúng tôi có chút lễ trước khi chúc tình nhân tổ, sau khi chuyện các cô có bà hoàng gái và gia đình hoàng trang cùng các thành cho cháu là thành viên nhà vợ. Xin và thưa quý vị, vừa rồi là phần giới thiệu rất là mộc mạc, rất đầy đủ của ông Nam, trưởng đoàn đại diện của Hoàng Nhà Trai, đã giới thiệu được các thành phần đại biểu hết sức là quan trọng của gia đình Nhà Trai ngày hôm nay. Và theo cái truyền thống đạo lý của dân tộc ta thì Hoàng Nhà Trai chúng tôi cũng đã chuẩn bị chu đáo, đó là lễ vật đầu tiên được trình bày tại gia đình gái, đó là lễ ăn hỏi. Sau đó cũng là kính báo tổ tiên và cũng như tư chuyện với cha mẹ và đại diện của ông bà trên nhà gái. Sau đây thì ban tổ chức xin được mời ông nhà gái của tôi lại được phát biểu và hy vọng ông sẽ chấp nhận tất cả các cái lễ vật của gia đình nhà trai chúng tôi. Xin giới thiệu ông bà là chú của cụ dâu sẽ có lời đại diện phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thì cô nhìn chú bác, con này, thành ra hôm nay đến điện các hoàn tài, tức là anh Tuyên, anh trai, tức là tôi. Tôi rất bình thường được tức là anh trai, tức là tạm thường là đàn tiên, có thể là thì đầu tiên, tức là tôi chúc sức khỏe, tức là đã gia đình, cả họ nhà trai, họ nhà gái có một sức khỏe tốt và có được những thăng long và chúng ta sang đầy những hạnh phúc và năm tiếp theo. Về lễ vật ngày hôm nay bên họ nhà trai tức là có mang lễ vật là về tức là xin tức là dâu và xin hỏi và cùng tất cả những lễ vật được tức là ban tới nhà anh Tuyên thì gia đình nhà họ nhà gái thì nhìn chung là thấy rằng là cái sự tức là lễ vật và hiện diện tại gia đình thì đây một cái sự rất là kính trọng và một cái sự rất là chỉnh chu cho gia đình nhà gái. Chúng tôi rất là hài lòng và rất là vừa lòng với những gì mà họ nhà trai đã chuẩn bị trong một thời gian ngắn tuần vừa rồi và đã được như thế này. Thì thay mặt họ nhà gái chúng tôi xin chứng nhận tất cả những cái tấm lòng, những cái gì mà của họ nhà trai ngày hôm nay dành cho hoàng nhà gái và bên yêu là rất đủ và vui mừng và chúc các cháu thì rất hài lòng trên những chân thành những cảm ơn.
đây thì trở lại chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị một trong những tình cảm, một trong những phần có thể nói rằng vô cùng ý nghĩa và tràn đầy xúc động. Đó là gì thưa quý vị? Bên vòng tay yêu thương của cha của mẹ thì cô dâu của chúng ta đã được vui lấy bên người. Và niềm vui ấy hôm nay sẽ được nhân lên gấp bội bởi vì em được đón nhận tình yêu thương thật giả hảo của cha của mẹ mình. Sau đây thì tôi xin giới thiệu cha mẹ của cô dâu sẽ có tấm lòng, có tình yêu và những món quà để chúc cho hai con có một cuộc sống ấm no hạnh phúc trọn đời bên nhau. Xin kính mời ông bà sẽ lên để trao quà cho hai người con hết được yêu thương của mình. Hai bên gia đình nội ngoại hai con luôn luôn rất là cảm động và vui mừng. Ngày hôm qua hai con rời nhà chúng ta cũng không qua đây làm vinh dự cho tôi và nói gì hơn xin chào quà cảm ơn tất cả chồng bà cả người sơn là tôi rất là xúc động. Gần đây đứng trước rất là nhiều người ngồi nhìn rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ xúc động nhiều này. Hôm nay sự mọi nhà trai đến đây có chút quà, chúng tôi xin nhận toàn bộ các nếp vật mọi nhà trai đem đến cho vợ chồng con người gia đình chúng tôi xin gửi lại cho các cháu làm quà để mọi người cùng được hai con để trăm năm hạnh phúc. Rất tuyệt vời, vừa rồi là một khoảnh khắc đầy yêu thương và có thể nói là
hình ảnh thật là tuyệt vời, nhân hậu của người mẹ đang trao kỷ vật cho bạn trai ngon. Đó là những giây phút tuyệt vời nhất, giây phút ý nghĩa, thiêng liêng và trọn vẹn. Và cho phép Nhật Quang xin thay mặt gửi lời cho hai bạn. Chúc con xin cảm ơn tình cảm lớn lao của cha mẹ, và chúc con nguyện sẽ luôn hạnh phúc để không phụ lòng mong mỏi của mẹ. Chúng ta sẽ cùng di chuyển cái ghế sofa đó ra rìa một chút được không ạ?